nằm giường không được, nằm giường thấp quá rồi rồi nước nó tràn lên, mà nằm dậy đầu cũng cao thì nước chuông chảy xuống, còn mà mình nằm giường thì bằng thẳng tràn lên tràn lên, ngại miếng miếng thì tích tụ lâu ngày thì tràn lên tim, mình chịu được không được thì chết. Bà ngoại thì hồi đó thì đám cưới có lên dự, thì xong rồi từ cái lúc mà đám cưới có được mấy tháng chị mới về, thì sau đó cái đẻ với Phương ra, chị mới về nữa, bây giờ là ngóc Phương Đạt luôn mà. Mấy năm nay chị chưa về, mẹ chồng chị cũng để có tiền nuôi mẹ cho về, nhưng mà tại chồng mình quá trời, giờ mẹ chồng cũng vậy, đâu có tiền đi về. Chị tên là Lê Thị Trúc Ly, chị sinh năm 1993, chị đang làm giúp việc nhà cho người ta. Chồng chị bị lupus ban đỏ, biến chứng tới thận rồi suy tim, rồi trong cái cách luôn ngồi máy nao giữa liệt nửa người. Ngư cái lúc mà chồng chị còn đi làm á, cái tay nó thì tơi hoài à, cầm cái gì cũng rớt hết, mà chồng chị nói mà trong nhà tưởng nó là giả bộ nên cũng ít quan tâm. Cái đêm đó chồng chị đi làm á, về ngủ sáng dậy tự nhiên cái mặt nó phù lên, cái dẫn đi xuống đa pha coi giật Củ Chi á, khám là nó bị bao bì, nó cho 5 ngày thuốc đi về nhà uống uống rồi gần ngày nó sau mà thấy nó phù lên nhiều quá, cái xong chạy xuống dưới nữa nhập viện, cứ hỏi bệnh là bệnh gì người ta không nói, cho lên phòng tim mạch á nằm, tại chứ người ta không có nói bệnh gì hết, người ta nó chưa có tìm ra bệnh. Cứ để gần ngày là chồng chị là nó phù tới 90 kg luôn á, xuống cho gãy thì bữa trước bữa sau là bác sĩ phát bệnh hiện ra bệnh chồng chị là lupus, là biến chứng cái thận, người ta kêu là phải chạy thận gấp. Chị hỏi bác sĩ là vợ có hiến thận cho chồng được không, bác sĩ nói là vợ thì phần trăm không được, không biết được hay không nữa, chưa chắc hợp, mẹ là hiến cho con thì còn không hợp nữa, nói gì đó có cái hợp hay không, nên chị hỏi lên bác sĩ còn cách nào, bác sĩ nói chỉ giờ còn lọc máu thôi, không còn cách nào để cứu nữa hết á. Ngoài đó chạy từng 3 ngày á, mà chị không có tiền, chị xin chạy từng còn 2 ngày, bây giờ chạy từng 2 ngày cũng lâu lâu cũng mệt vậy đó, nhưng chạy về là nhức đầu với mệt khó thở rồi. Mệt mỏi, sốt, rồi phù, nước dịch nó tràn lên phổi với lên tim mệt. Rồi buổi buổi tối anh ngủ như thế nào? Thì anh ngủ giọng, anh ngủ khum xuống á, rồi mấy cái gối anh chắc lên nằm nằm khum á, rồi anh phe phẻ thì anh nằm thẳng anh dậy, mà mệt nữa nên anh ngồi dậy, nằm giường không được, nằm giường thấp quá rồi rồi nước nó tràn lên, mình nằm dậy đầu cũng cao thì nước chuông chảy xuống, còn mà mình nằm giường thì bằng thẳng á, tràn lên ngại miếng miếng thì tích tụ lâu ngày thì tràn lên tim, thì mình chịu được không được thì chết. Thì nhà mình có kinh tế thế nào? Trước khi anh bị bệnh thì nhà mình cũng ổn định, cô cũng có nhà ở cũng ổn định. Từ khi nó bệnh tới giờ là cô bán luôn cái nhà rồi, đâu có chỗ đâu ở. Rồi bà già cô mới, đây là cái đất nghĩa địa, đất nghĩa địa rồi bà già mới thấy bán nhà rồi không có chỗ ở. Bà già mới nói thôi đi ở nhà trọ thì kinh tế, trả tặng tiền thì không có. Rồi bà già mới nói thôi con vô đây cách tạm, con dựng lỡ cái lều lên con ở đi. Tiền trong khi bán nhà là cô đã trả nợ người ta hết rồi, cô đâu có còn tiền, còn có 20-30 triệu à. Rồi cô mới mua sắt nè, về cái cô dựng cái mái tôn lên. Mà trời mưa, dông gió quá trời đi, nó yêu cầu trời mưa ổn thì thôi, ở trong nhà nắng vậy thì nóng, còn ẩm mưa dông gió đùng đùng đâu dám ở trong nhà. Cứ ẩm bé Phương chạy hoàng xóm, nhiều khi chạy qua bên đó
nhiều lúc chạy qua bên nhỏ em bên đây đâu có dám để bé Phương ở nhà, sợ nó dâm quá đừng sập rồi bé Phương có gì làm sao. Chị 4 triệu rồi mà chị ứng trước hết trơn à. Tháng 4-5 triệu là không chủ trang trải cuộc sống này, mình sống như mẹ chồng chỉ lo, có mẹ chồng với ba chồng đi làm á, với vậy thằng em nó cũng đi làm phụ tiếp, mà cũng không đủ đâu gì đâu hết trơn. Ba đi giấc sức mình cực khổ, một ngày gì có 200 mấy, khi 400 mấy, đi rồi lắp tiền vô rồi lúc nào chạy muộn của người ta thêm á, thằng lo cho chồng chị. Mẹ em có hổm rồi, mẹ chị chồng chị sắp chết rồi đó. Rồi mẹ chị đi hỏi mượn tiền của bảy á, rồi ba ổng đứng ra ổng hỏi giùm, rồi cho chồng chị đi xuống từ gãy một chuyện. Lúc mà tới dưới là chồng chị không biết gì hết, sản luôn á, là bác sĩ chối tay chối chân luôn. Chị phải bố con bóng ở dưới 2 ngày, rồi xong bác sĩ cho cái máy thở, thở được đâu 4-5 ngày gì đó, rồi chồng chị khỏe lại. Nhà chị không có tiền đi chạy thẳng á, chị phải đi đi vay mượn tiền này kia đều đặng lo cho anh với mẹ chị bán nhà được 320 triệu mà trả nợ với đóng tiền nhân phí với nhập viện chạy gãy hoài á. Trong năm đó là nhập viện chạy gãy là cứ một tháng rồi cứ ở dưới không mà không được về, rồi về được 2-3 bữa là nhập viện tiếp gì đó, cho liên tục là nhập viện chạy gãy 2 năm trời. Rồi ở dưới không có tiền mẹ bán nhà để lo, rồi về chạy mượn tùm lum hết trơn. Lúc nào hỏi tiền góp người ta góp hàng tháng, rồi dây tiền đứng, rồi họ hàng có ai có tiền gì đó cũng cho người ít ít gì đó anh lo cho chồng chị. Bà ngoại thì hồi đó chị đám cưới có lên dự, rồi trong thì từ cái lúc mà đám cưới có được mấy tháng chị mới về. Thì sau đó cái đẻ cái Phương ra, chị mới về nữa, bây giờ là mất liên lạc luôn à. Tại vì đất ở đó là cũng bà ngoại cũng ở nhà của người ta chứ không phải là đất nhà luôn. Tại chị đẻ cái bé Phương ra, bà ngoại cũng không biết luôn bây giờ luôn. Không về nhà cũng buồn, suy nghĩ buồn mà. Bây giờ tại vì mình có chồng có con, thì chồng bệnh gì cũng phải gánh. Mấy năm thì chị cũng về. Mẹ chồng chị cũng để có tiền nuôi mẹ cho về. Nhưng mà tại chồng mình quá trời, giờ mẹ chồng cũng vậy, đâu có tiền đi về. Bé chị được 3 tuổi, chị đi làm thì ở nhà cũng chơi với ba vậy á. Tối với chiều lại thì nó cũng nằm gần ba nó chơi. Nó thương ba lắm, có tiền mà ai cho chạy dưới đưa ba nó, không đưa chị. Miếng ăn gì cũng vậy cho nó, đưa ba nó không. 2 năm mấy trời ở bệnh viện không được ở gần đó. Nhớ chồng chị bệnh sao vậy? Nó cứ kêu điện thoại, nó kêu mẹ, kêu chị không à. Mà ở dưới thì chị đâu có về được đâu. Cứ mẹ điện lên mẹ cởi là bé nó ôm đi dắt chị nó khóc á. Nó kêu mẹ không mà chị nhớ chị đâu muốn làm được gì. Hai vợ chồng trốn viện bây giờ mấy nhiêu lần bác sĩ ra đòi cho xuất viện luôn. Có lần sau thì cũng nhập viện xong rồi trốn viện về bác sĩ cho xuất viện. Rồi lúc nào nhầm lúc đóng tiền của tiền cho đặng á, cái bác sĩ cũng cho chạy, phải năn nỉ người ta quá trời luôn, người ta mới cho chạy lại. Có bao giờ chạy thẳng trên đó rồi anh nhớ bé ở nhà không? Cứ lại kêu ba dẫn nó đi nhà ba. Đâu đi được đâu, nhà ta chả đi được. Thì anh chỉ mong là khỏe là đi chơi với con mình, đi làm được con mình. Nhìn con nhờ người ta đi với bố vậy thì anh có buồn không? Buồn chứ không? Anh biết làm sao giờ? Em, anh cũng cầu trời anh cho anh hết bệnh đi làm nuôi con. Chứ giờ em nằm ở như vô dụng.
hết bệnh mà chở cái nhà bệnh cho. Dạ. Cho ba chú bệnh chạy con.